Thời điểm cuối năm cũng là lúc mà những chiếc máy Xiaomi hay Samsung China giá rẻ đổ bộ thị trường. Dường như nhiều người dùng đã quên đi mất vẫn còn đó những chiếc iPhone cũ vẫn còn sức hút rất lớn. Nhất là thời điểm cận Tết là lúc mà iPhone cũ trỗi dậy mạnh mẽ. Và hiện tại giá iPhone cũ cả lóc và quốc tế đã bắt đầu giảm mạnh để thúc đẩy dịp mua sắm cuối năm. iPhone 5S, iPhone 6, 6 Plus hay thậm chí là iPhone 6S đều có giá vô cùng hấp dẫn, là những lựa chọn hàng đầu bên cạnh những chiếc máy Android mới mẻ hiện nay. Bộ đôi đáng chú ý nhất trong phân khúc giá rẻ phải kể đến đó là iPhone 5S lóc và quốc tế. Sau thời gian dài giữ giá ở mức khoảng tầm 3 triệu rưỡi và 4 triệu rưỡi cho từng phiên bản, thì giờ đây chúng đã giảm tới 500.000. iPhone 5S lock chỉ còn 3.190.000 và 5S quốc tế chỉ còn 3.790.000. Mức giá này thì khiến cho iPhone 5S có tính cạnh tranh cực lớn bên cạnh những dòng sản phẩm như Redmi Note 3 Pro hay là Galaxy Z7 2016, A7 2015. Nói gì thì nói thì Apple vẫn trên một bậc so với Samsung và trên vài bậc so với Xiaomi và các thương hiệu đến từ Trung Quốc. Không thể phủ nhận với những chiếc máy Android giá rẻ từ những thương hiệu này đang tạo nên sự mới mẻ cho phân khúc tầm trung. Nhưng thực tế thì Apple cũ, đặc biệt là iPhone 5 hay 5S vẫn còn chiếm một thị phần rất lớn ở Việt Nam và lượng fan trung thành của Apple cũng vô cùng lớn. iPhone 5S có thiết kế đẹp, sang trọng hơn bất kỳ chiếc máy nào ở tầm giá này. Nó có cảm biến vân tay, có chip 64 bit, có màn hình sắc nét. Nhưng cái hơn đó chính là sự ổn định mượt mà, kho ứng dụng khổng lồ của iOS. Với việc giảm giá tới 500.000 thì iPhone 5S lock cũng như iPhone 5S quốc tế chính là hai sản phẩm đáng chú ý nhất của Apple ở phân khúc giá rẻ trong dịp cuối năm nay. Với sự ra mắt của iPhone 7 thì bộ đôi iPhone 6 lock và iPhone 6 quốc tế chính là hai chiếc máy tiếp theo giảm giá mạnh nhất ở thời điểm này. Từ mức hơn 6 triệu cho bản lock và hơn 7 triệu cho bản quốc tế thì giờ đã giảm tới 1 triệu đồng, chỉ còn 5 triệu 690.000 cho iPhone 6 lock và 6 triệu 690.000 cho iPhone 6 quốc tế. So với 5S thì iPhone 6 đã có nhiều sự nâng cấp mạnh mẽ về thiết kế, hiệu năng và màn hình. Không còn các góc cạnh mà thay vào đó là sự mềm mại, màn hình 4,7 inch lớn hơn, chip Apple A8 cho tốc độ xử lý nhanh hơn. Ở tầm giá này thì iPhone 6 sẽ gặp phải sự cạnh tranh của A7 2016 và Meizu MX6. Bộ đôi Android này có nhiều tính năng mới mẻ, khả năng giải trí đỉnh hơn, màn hình rộng hay là pin lớn hơn. Nhưng giống như những chiếc iPhone khác thì iPhone 6 vẫn có chỗ đứng của nó. So với iPhone 7 không có quá nhiều sự đột phá về thiết kế. Hiệu năng giữa các đời iPhone từ iPhone 6 trở lên cũng không có quá nhiều khác biệt, nhất là với những trải nghiệm thông thường. Thì việc lựa chọn iPhone 6 hay là 6S mới chính là những lựa chọn đúng đắn nhất ở thời điểm này, khi số tiền bỏ ra thậm chí chỉ bằng 1/3 so với iPhone 7. Có thiết kế gần như giống hệt với iPhone 6, nhưng 6S sẽ là một cỗ máy chiến đấu với cấu hình khủng có thể thách thức bất kỳ những chiếc máy Android nào khủng nhất hiện nay, như là Xiaomi Mi 5S hay là Meizu Pro 6. Với 2GB RAM cùng với con chip Apple A9 chạy iOS được tối ưu thì mọi trải nghiệm trên 6S đều mượt mà. iPhone 6S quốc tế cũ giờ chỉ còn 8 triệu 890.000, bản lock thậm chí còn rẻ hơn, chỉ còn 7 triệu 690.000 cho các bạn lựa chọn. Và chiếc phablet cuối cùng của Apple cũng được giảm giá trong đợt này, đó chính là iPhone 6 Plus quốc tế cũ, chỉ còn 8 triệu 390.000. So với iPhone 6 thì 6 Plus có màn hình lớn hơn, có trải nghiệm giải trí tốt hơn, pin khủng hơn, camera chụp ảnh đẹp hơn nhờ cơ chế chiếu rung quang học. Và đây cũng là một lựa chọn tốt bên cạnh những dòng sản phẩm như là Galaxy Note 5 hay là Galaxy S6 Edge Plus. Trên đây chính là danh sách những sản phẩm của Apple giảm giá mạnh nhất dịp cuối năm. So với những sản phẩm Android khác thì điều người dùng quan tâm cũng như phân vân nhiều nhất đó là về chất lượng cũng như là chế độ bảo hành. Bởi hầu hết tất cả đều là iPhone qua sử dụng. So với những sản phẩm mới nguyên siêu từ Xiaomi hay là Samsung thì dường như sẽ không thể yên tâm bằng. Nhưng ở dạng thông minh thì các bạn có thể tự tin khi mua hàng. Bởi hệ thống luôn cam kết mang đến những sản phẩm Apple số 1, cam kết nguyên bản, máy zin 100%, tuyệt đối không có hàng thay vỏ, ép lại kính. Các tính năng đều được test kỹ càng qua các khâu được kiểm định nghiêm ngặt. Tất cả máy cũ thì đều được tặng kèm sạc cáp Pisen chính hãng, được đổi mới trong vòng 1 năm. iPhone lock thì được tặng kèm SIM ghép và phích lũy hoàn chỉnh. Dạng thông minh còn tự tin là đơn vị duy nhất cung cấp hai gói bảo hành toàn diện, đó là Decare Plus bảo hành cả nguồn và màn hình, với máy cũ nâng thời gian bảo hành lên 9 tháng và đổi mới trong 30 ngày. Hai gói bảo hành siêu tốc DKS bảo hành cả dây móc với giá ưu đãi để các bạn có thể yên tâm khi sử dụng. Và đặc biệt từ ngày 1 tháng 12 cho tới ngày 15 tháng 12 năm 2016, Diệu Thông Minh đang có chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho các bạn sinh viên. Giảm giá ngay 100.000 và được tặng kèm thêm voucher giảm 100.000 cho lần mua sau. Áp dụng cho những sản phẩm với giá trên 3 triệu đồng. Các bạn hãy qua ngay các showroom của Diệu Thông Minh trên toàn quốc, đặc biệt là những showroom 208 xã Đàn, Hà Nội, số 55 đường 3 tháng 2 Cần Thơ và 267 Lương Ngọc Quyến thành phố Thái Nguyên. Đây là những địa điểm đến lý tưởng cho các bạn sinh viên. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.